chào mọi người. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào quý vị các bạn. Xin chào các bạn. Mình là Trần Nghĩa. Mình là Trúc Anh. Mình là Trần Phong. Mình là Khánh Vân. Hiện tại thì Trần Nghĩa đang được nhận cái đường link phim điện ảnh cùng tên cuốn tiểu thuyết của nhà văn. Bộ phim có tên là Mặt Biếc. Cùng xem nha. Ôi nhà của anh Phan Lê Quỳnh. Tôi thích anh lắm luôn. Sao vậy? Con muốn cưới hàng ấy còn nhỏ. Con bé đó dễ thương. Mắt nó đẹp. Trời ơi xinh quá. Nhưng mắt bé. Người sợ con bé đó sau này sẽ khổ. Thôi là bà ngoại nó không nổi da gà luôn. Ngày con ấy đi theo nơi phong hoa. Nổi da gà. Mẹ Hà Lan đẹp đôi thật. Đẹp quá, bộ phim em nhìn đẹp quá. Tất cả mọi thứ trong này đều đẹp cả luôn. Ê! Tôi biết không? Mặt đẹp quá. Chia sẻ trả lời ngắn như thế này thôi mà đã rất nhiều cảm xúc rồi. Cảm thấy rất là vui. Vui, mùi trong sáng, đẹp hay đẹp thì là rất đẹp nha. Cái gì cũng có hết. Quá ấn tượng. Cảm thấy rất là thích cái teaser. Mong là cái trailer official mà sau tới sắp tới ấy, có ấy, thì sẽ còn nhiều cảnh đẹp và nhiều cái mà khán giả sẽ được xem nhiều hơn. Cảm ơn mọi người đã xem. Bye bye, cảm ơn mọi người. Cảm ơn các bạn đã xem Big Russian Horror.